Truy cập ngay robotsuyrae.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsuyrae.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Wow, amazing! Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Và ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em thấy được những con mắt mạnh nhất của game nó như thế nào, skill nó ra sao và làm sao để sử dụng được nó. Đầu tiên thì mình sẽ sơ con gọi là Rinnegan trước ha. Mình sẽ sơ con Rinnegan trước và anh em có thể thấy được rằng là ở trong phần Genkai chúng ta sẽ có 3 skill. Nhưng mà thực chất nó lại có nhiều skill vãi nồi không ạ. Không phải có mỗi 3 cái đâu. Đây anh em thấy Rinnegan này 3 cái thôi, xương xương 3 cái thôi, nhưng mà nó lại có rất nhiều skill ẩn ở trong đấy. Và ok, mình sẽ cùng anh em xem thử skill ẩn này nó như thế nào nha. Và để anh em mở khó được tất cả những cái skill ẩn của nó thì anh em yêu cầu là phải đạt level 800 của cái Rinnegan nha. Đây mình đã 800 rồi, đây ok, chúng ta sẽ cùng nhau showcase nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chiêu thức, đầu tiên sẽ là một cái chiêu gì đấy mà lười, nói chung là chữ nhiều quá, bỏ qua. Rồi, chúng ta sẽ đến với chiêu thứ hai là cũng toàn là chữ không à. Rồi, ok, và chiêu thứ ba sẽ là bờ lùm thật thàng gì đấy. Rồi, ok, và không lằng nhằng nữa, chúng ta sẽ đến với chiêu đầu tiên ha. Và đầu tiên để bật được con mắt lên thì anh em yêu cầu là anh em phải ấn nút C, giữ yên nút C đến khi mà con mắt nó hiện ra. Đấy, và khi anh em dùng con mở con mắt này lên, anh em sẽ được cộng những cái chỉ số ở phía bên phải của mình. Anh em có thể nhìn phía bên phải màn hình của mình, nó sẽ ghi Start Bonus. Nó sẽ cộng cho anh em những cái chỉ số này ha. Đấy, nó kiểu như được gọi là Pro lên đấy. Và ok, bây giờ thì mình sẽ dùng chiêu V nào. Ok, một cái chiêu dùng để đẩy tất cả đối phương ra xa. Và thanh niên này như có vị thú thì đâm ra là không bị đẩy hay sao, mình không rõ nữa. Ok, chiêu đầu tiên nó sẽ đẩy tất cả đối phương ra xa nha anh em. Và chiêu thứ hai sẽ là gì nào? Ui, hút đối phương lại và đấm đối phương. Ui, đè xuống mày rồi mày thích chơi thôi con ấy, kiểu vậy ấy. Hút đối phương lại và đè đối phương xuống đấm cho phá. Ui trời ơi, nó khỏe vãi nồi con mà. Ok, và chúng ta sẽ đến với chiêu N, một cái chiêu mà gọi là làm nên thương hiệu của Rinnegan ha. Lên luôn, coi thế nào. Ui trời, ui vãi nồi. Ui, bị bọc thiên tinh không ạ? Vãi nồi, một cái skill mà cực kỳ bá đạo ở trong truyện luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cùng anh em test thử xem là cái địa bọc thiên tinh này nó mạnh như thế nào anh em nha. Và nó có thể gọi là... Rồi ok, và bây giờ thì cùng xem thử nào, N nào, mình sẽ xem thử là nó hút được một lần hai người không nhá. Ui rồi, sao thanh niên này không bị hút? À, thanh niên này chưa đủ level, vãi nồi rồi chứ. Ông chưa đủ level, nhưng mà anh em có thể thấy rằng là cái chiêu này nó có thể hút được cùng lúc nhiều người nha. Và mình đã test rồi và nó có thể hút được nhiều người, thanh niên nó chưa đủ level. Bảo sao mình hút mãi không lên ạ, ừ, trầm cảm thật sự chứ. Và đấy là về những cái chiêu mà gọi là lộ diện ở trong những cái danh sách của Rinnegan. Còn bây giờ thì những cái chiêu ẩn của nó thì như thế nào? Đầu tiên thì anh em cần là phải mở con mắt đó lên để dùng những chiêu ẩn này. Chiêu đầu tiên của nó sẽ là C1. Anh em sẽ cùng xem nhé, đây. Anh em thấy không, C1, và nó sẽ hiện ra một cái con gì đấy. Và con đấy nếu như mình nhớ không nhầm là Tu La Đạo hả. Và con đấy hình như là có một cái sức mạnh là kiểu như vũ khí hay sao đấy mọi người, nó phát nổ ấy, kiểu vậy. Và nhiều anh em khi mà anh em spawn ra thì anh em sẽ chẳng biết dùng như thế nào. Thì ok, mình chỉ cho anh em luôn. Đầu tiên anh em sẽ ấn C1 và sau đó ấn thiệt nhanh nút giữ trục phải và nút C. Đấy, anh em phải lưu ý ấn thật là nhanh nhá. C1 xong khi mà cái lúc mà gọi là con NPC nó chưa despawn ấy thì anh em nhanh tay ấn chuột phải và ấn thêm nút C nữa thì nó mới dùng skill cho anh em nha. Và sau khi nó dùng skill thì anh em nhìn trên màn hình của mình, anh em sẽ thấy nó có thời gian hồi skill ở ngay chỗ con mắt Rinnegan luôn. Đấy, 3 2 này, 1 này, và bây giờ thì anh em mới tiếp tục dùng được những chiêu khác nha. Ok. Chiêu đầu tiên thì nó sẽ triệu hồi ra một cái con lục đạo và nó đánh nó phát nổ. Chiêu thứ hai nào. C2. Rồi, ui, ui, nó kiểu đè đối phương xuống hả? Ui, nó đè đối phương xuống và nó làm gì vậy anh em? À, nó bị chóng. Ok, chiêu số 2 sẽ là một cái chiêu stun hả? À, mình thấy bạn này bị stun nên em nó đè xuống mà nó kiểu như là đối phương sẽ bị stun trong vòng 1 giây ấy. Ui, nhưng cũng được phết. Ừ. Và ok, mình không biết rằng là nó có làm gì mục tiêu không ta. À, để mình coi thì còn ai nữa không. Ừ. Và đây ít người quá để có thể test cho anh em ha. Ok, chúng ta sẽ đến với chiêu thứ ba nào. C3. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, cái gì đây, cái gì đây? What the hell man. Ok, và chiêu thứ ba gọi là C3. Và anh em sẽ gọi là tạo ra được một cái
con thú đi để triệu hồi được một cái con thú và nó sẽ gọi là cho anh em cưỡi, và khi mà anh em đi đụng vào ai thì người đó sẽ bị gây đam, một cái lượng đam cực kỳ to luôn nha. Và ok, và có thể thấy được rằng là anh em thấy là nó khá bá nha, khá là nhiều chiêu. Và anh em nên nhớ để dùng được Rinnegan thì anh em cần phải nhanh tay nha, ví dụ như bắn C3 xong rồi các ông phải ấn thêm chuột phải và chữ C nữa thì nó mới dùng nhá, chứ nhiều ông là C3 xong để yên đấy, nó không dùng là ok toang đấy. Ok, và chúng ta sẽ đến với C4 nào. Ui, tạo ra một cái khiên chống đỡ nha, và anh em không thể nào mà tấn công được luôn đấy, nó sẽ tạo ra một cái khiên hấp thụ tất cả các skill luôn đấy, quá là xịn sò luôn đúng không anh em. Và thực sự thì theo mình thấy là cái chiêu này nó hồi chiêu khá là lâu rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với chiêu cuối cùng, đó chính là C5 rồi. Ui, cái gì đây, nó sẽ triệu hồi ra được một cái con quỷ như thế này và nó hút đối phương vào bên trong và đối phương sẽ bị gây đam. Ôi trời ơi, xịn sò con bò vãi nồi không ạ. Cái chiêu cuối này đúng là cái chiêu gọi là nhìn xịn sò vãi nồi luôn. Và ok, đấy là tất cả về cái gọi là skill của con mắt Rinnegan. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lái qua con mắt tiếp theo, đó chính là Sharingan nha. Và ok, đầu tiên sẽ là chiêu thức copy. Ok, mình sẽ bảo bạn này dùng một skill gì đấy bất kỳ để mình có thể copy nha. Và anh em lưu ý rằng đối phương đây, anh em thấy là đối phương đang dùng skill phun lửa này đấy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ copy chiêu thức này của bạn này nha. Đây, mình sẽ ấn nút V, chiêu đầu tiên sẽ là chiêu copy nha mọi người. V nào. Đấy, copy luôn. Ừ, đấy, trời ơi. Bắn gọi là cháy máy. Ừ, và anh em lưu ý là không cần bật con mắt lên luôn ha. Anh em không cần bật mắt lên luôn. Đây. Anh em thấy không? Mình không có bật mắt nha. Mắt anh em thấy cái thanh MD của mình không? Nó đang tăng đấy. Nó đang tăng nghĩa là mình không có bật mắt đấy mọi người. Còn nếu mà anh em bật mắt thì cái thanh MD của anh em nó sẽ bị giảm dần nha. Ok. Và đấy là chiêu đầu tiên. Tiếp theo sẽ là chiêu B nào. Chúng ta sẽ cùng xem chiêu B nhá. Rồi. Ui dồi ôi, nó sẽ khiến đối phương bị choáng và rơi vào một cái ảo giác mọi người. Ui dồi ôi, ảo giác này. Đấy, và đối phương sẽ bị choáng khoảng 1 đến 2 giây nha, tầm đấy. Kiểu như bị rơi vào ảo thuật với mọi người. Đấy, rơi vào ảo thuật xong rồi gọi là bị choáng, và trong lúc đấy thì anh em có thể gọi là thông báo đối phương. Ok. Và chúng ta sẽ đến với chiêu N là chúng ta sẽ xem chiêu N là gì nhá. Ui, anh em sẽ được né trong vòng vài giây. Đấy, anh em sao mình né này. Ơi trời ơi, xịn không? Úi trời ơi. Nó né được vài giây thôi anh em ạ. Và chiêu này hồi khá là nhanh nha. Đấy, nên ở trong mấy cái vụ PvP thì mình khá là thích. Đấy, trời ơi, né được luôn đấy không ạ. Nhưng mà né có vài giây là hơi toang. Ok. Rồi, và đấy là tất cả những cái chiêu thức mà gọi là hiện rõ ở trên cái danh sách của Sharingan. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái chiêu thức ẩn của Sharingan thì nó sẽ như thế nào nha mọi người. Ok, và chiêu thức ẩn của Sharingan đầu tiên đó gọi là C1, và anh em lưu ý rằng anh em phải bật con mắt lên nha. Rồi, một nháy, và anh em sẽ thấy khi mà con mắt Sharingan của mình bật lên một nháy thì mình sẽ được cộng 700 chakra, 600 ninjutsu, 600 taijutsu, 600 máu đấy. Và khi mà anh em bấm C1 thì nó sẽ là một nháy nha. Ui dồi, cái gì đấy? C1 là một nháy nha mọi người. Đấy. C2 thì nó sẽ tăng sức mạnh lên này. Đấy, trời ơi. Và C3 sẽ tăng thêm sức mạnh luôn. C4 cũng tương tự và C5 cũng như thế luôn. Đấy. Vậy thì sự khác nhau giữa những con mắt này nó chỉ là chỉ số hay không ơi, không phải đâu mọi người ạ. Nó sẽ có những cái skill khác nhau nữa. Khi mà anh em ở C1 đến C3 thì nó sẽ có những cái skill gọi là tương tự thôi đấy. Nó sẽ có những cái skill gọi là cùi bắp thôi. Nhưng mà khi anh em lên đến C4 thì nó sẽ có một cái skill như thế này. Đây, C4 đấy, hiện tại là C4 nha. Đây, anh em thấy không? Nó sẽ có một cái cánh tay. Và anh em sẽ có được Amaterasu nữa, mình vừa mới dùng lên mọi người ở đây này. Và làm sao để sử dụng được Amaterasu? Thì anh em lưu ý, đầu tiên anh em phải bật cái C4 lên. Và sau đấy thì anh em sẽ ấn chuột phải, giữ chuột phải. Và sau đấy ấn nút C. Tất cả những người ở gần anh em thì sẽ bị đốt cháy luôn. Đấy, trong tầm nhìn của anh em sẽ bị đốt cháy luôn. Đấy, thấy không? Trời ơi, bị đốt cháy này. Trong mấy giây luôn đấy công ạ. Đốt khá là lâu ha. Vậy thì sức mạnh của C5 nó sẽ như thế nào? Và đây mình sẽ bật C5 lên luôn. Rồi C5 này. Đấy. Rồi, và bây giờ thì anh em sẽ thấy. Uầy, Susanoo toàn chăng thể. À không, cái này chưa toàn chăng thể đâu công ạ. Cái này là Susanoo bộ xương thôi. Toàn chăng thể là phải có da có thịt nữa kia. Và sắp tới gặp mình sẽ cập nhật cho anh em luôn ha. Ok, và đây Susanoo bình thường, Susanoo gọi là bộ xương. Và anh em sẽ gọi là tạo khiên nào. Đấy, tạo khiên và C nào. Úi trời ơi, nó đốt kìa. Nó đốt kìa, trời má ơi, nó đốt phát nào là ỉa ra quần phát đấy luôn. Và đấy là tất cả những cái chiêu thức của Sharingan ha. Và khi anh em bật Sharingan lên thì anh em sẽ được tăng tốc độ chạy nữa này. Đấy, anh em thấy mình chạy khá là nhanh không?
Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em thấy Sharingan và Rinnegan con mắt nào mạnh hơn thì nhớ comment phía bên dưới nha. Và ở clip này mình đã cho anh em xem được cách dùng Sharingan cũng như là cách dùng Rinnegan rồi. Và anh em nào chưa biết cách dùng này và đã học được điều gì mới từ clip của mình, nhớ cho mình một like nha. Và ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người.